khi mà bước phòng này thì thấy rất là thích cái phòng này. Tại vì bình thường cũng nghĩ là vô phòng phòng xanh thì chắc là sợ lắm, nhưng mà vào đây thì cảm giác là gần gũi hơn. Trước đấy thì em rất lo lắng, lắng cho vợ cũng như cho cô, nhưng mà vào đây thì thấy trang thiết bị cũng như đội ngũ bác sĩ thì em cũng rất yên tâm. Dạ, và sau cái cuộc xanh này em rất là hài lòng và cũng cảm ơn đội ngũ bác sĩ của bệnh viện Từ Dũ rất nhiều. Rồi khi mà mình đi xanh thì có chồng kế bên thì mình cảm thấy là được ủng hộ rất là nhiều về mặt tinh thần. Dạ, mình thấy yên tâm, nói chung là có người thân kế bên thì thấy rất là yên tâm. Dạ. Còn mấy cô cũng chỉ dẫn rất là tận tình.